Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Giao hàng của Nam Nonê ha, chủ đẹp trai ha. Giới thiệu bạn, đây là anh Đăng Nguyễn, nghề nghiệp chính là phi công, ngoài ra anh có kinh doanh thêm rượu ngoại nhập. Ảnh là admin của câu lạc bộ Iguana Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ giao hàng. Chủ này giờ làm luôn chủ nhật chứ chủ gì đây. 50 hộp để tặng cho nhân viên nào mà hoạt động xuất sắc là tặng luôn. Rất là dễ thương luôn ha. Này cho mấy bạn bò sát lên à, chốc đó. Đẹp cũng đây có các bạn. Bạn nhớ nha, đây là Lam Lao nha các bạn. Mà nhìn vô là chúng ta sẽ biết anh này anh mê chơi bét, với lại anh mê chơi sotic đồ này nọ các thứ đó. Cái này là bữa mình đi mê lá, anh em có nhớ là có cái tiểu cảnh giống như những cái rừng mình chụp từ trên cao bằng flycam không? À, giống giống vậy, rất là đẹp ha. Mạnh cái rượu vang và mấy cái cool kết, mấy cái cheese phô mai. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng nay sẽ đi giao hàng của Nam Nonê ha. Tối qua coi đá banh khuya quá nhưng mà sáng nay vẫn tranh thủ đi giao hàng cho anh chủ đẹp trai ha. Giới thiệu bạn, đây là anh Đăng Nguyễn. Thì mọi người mà xem clip của Nam Ngô Farm thì gặp anh Đăng Nguyễn rất là nhiều. Anh Đăng Nguyễn thì nghề nghiệp chính là phi công, ngoài ra anh có kinh doanh thêm rượu ngoại nhập. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh là admin của câu lạc bộ Iguana Sài Gòn. Thì một điều thật sự mà nói là cái phong trào Iguana mà nó phát triển được rộng rãi như vậy là nhờ rất là nhiều anh Đăng Nguyễn. Mặc dù anh Đăng Nguyễn rất là bận bịu không có nuôi nhiều Igu nhưng mà rất là siêng làm phong trào, tổ chức những cái buổi offline cho anh em chơi ha. Chào các bạn. Ok, thì hôm nay anh Đăng ảnh order mình 50 hộp Nam Nonê ghẹ sữa rim sa tế để mà phục vụ cho cái lao của ảnh. Okay. Lát không, cái đó không có anh, cái đó hàng mẫu thôi. Cái này cái này đây. Bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ giao hàng. Rồi mình sẽ coi quán anh Đăng như thế nào. Lấy ông chủ đi giao luôn. Ông chủ đi giao luôn anh ơi. Chủ gì? Chủ này giờ làm luôn chủ nhật chứ chủ gì đây. Hồi đó tưởng làm chủ cả là ngon lắm, giờ mới biết chủ cả là làm tất cả luôn đó các bạn. Lính lát của mình luôn. Mình làm đảm nhận mọi khâu mà. Mọi khâu luôn, từ A tới Z luôn. Ồ, quán đẹp quá, đây cũng là lần đầu tiên mình tới luôn. Dạ, welcome các bạn. Dạ. Này như là quán thứ hai đúng không anh? Quán thứ hai, quán thứ nhất ở quận 10. Quận 10. Ở 28494 liên kiệp quận 10. Ok. Này, quán thứ hai thì ở quận nhất. Quá đẹp. À, quán tên là Lam quán, hàng chi trước quán có nguyên cái chiếc xe Lam luôn nè. Còn này check-in là hơi bị đẹp á. Còn hàng bé này con ai dễ thương ta. Quen quá. Con ba chứ ai. Con ba chứ ai. Ok, giờ anh này để đâu được anh? À, em để đây đi, em để đây đi. Cảm ơn. Ok. Thực sự là hôm bữa mua được mấy hộp ăn xong thấy nó cuốn quá, ngon miệng quá, xong là đặt luôn, đặt đây luôn. Các bạn để khu về cho bạn coi cái nha, xong rồi mình sẽ đi nhờ anh Đăng anh giới thiệu quán xá, mình thấy dễ thương quá nè. Đây 50 hộp. Yeah. Rồi cứ vậy à. Bữa ăn thấy ngon quá cho nên đặt luôn 50 hộp để tặng cho nhân viên nào mà hoạt động xuất sắc là tặng luôn. Dạ. Mọi người tới đây là coi như là có thể uống nước ha, uống rượu rồi có đây nọ luôn. Rồi để vô đây mình đi tham quan một vòng đi anh. Anh giới thiệu em với anh. Đây là quầy bar của quán nè. Ồ, quán này quầy bar. Thiết kế nó tây quá anh. Ừ, kiến trúc sư nước ngoài làm. Kiến trúc sư nước ngoài làm luôn. Hàng kia cái chất nó khác ha. Bên này là quầy DJ. Ôi, có DJ luôn. Sáu thứ bảy chủ nhật thì có DJ hoặc là hát acoustic. Yeah. Wow. Ồ, có trong này rượu, chắc là rượu xịn, rượu gì trong này nè các bạn. Mở sao em. Đẹp quá. Em mở giùm đi. Từ cái chất liệu cho tới cái màu sắc nhìn nó rất là sang ha. Đơn giản thôi. Đây. Đó. Quá ok luôn. Bạn đi chơi giờ làm gọn đẹp quá ha. Đơn giản đưa lên cái bạn mic cái là rút thôi. Tuyệt vời. Dân chơi anh. Cái này còn tầng thư tầng trên nữa nè. Ồ, dưới đây có một cái góc gọi là xương rồng đồ ha. Chơi bò sát mà, chơi bò sát. Có một cái góc gì đó liên quan bò sát một chút. Ồ. Cây thiệt luôn ha anh. Cây giả hả? Cây thiệt thì mất công chăm sóc lắm. À, sao gỡ gai mềm mềm. Nhưng mà cây giả này đẹp quá. Rất là dễ thương luôn ha. Này cho mấy bạn bò sát lên à, ngay chốc đó. Đẹp. Này là góc này nhỏ, restroom cũng có tiểu cảnh luôn.
Restroom đẹp quá. Rất review restroom luôn á. Ồ sang à. Này trai xinh gái đẹp vô đây uống nước cà phê rồi hot boy hot girl hay chụp hình check in trong restroom mà. Ok mày lên lầu nha. Mời mọi người lên lầu nha. Quán đi tông này nó cool mà nó sang. Nè. Ồ cái máy này là máy gì anh? Lọc không khí. À lọc không khí luôn. Cái khu vực trên lầu thì dành cho những người thích yên tĩnh, không gian cũng rộng. Có thể ngồi làm việc ban ngày, ban ngày thì đang bán cà phê rồi. Dạ. Bán cà phê ăn sáng ăn trưa. Ồ này chill hết bài. Chill. Chill hết bài. Buổi tối thì các nhóm bạn có thể lên đây ngồi hoặc là tiệc riêng, private party có thể tổ chức sinh nhật gì ở trên này. Cũng đây có nha, bạn. Bạn nhớ nha, đây là Lam Lao nha các bạn. Lam là ở dưới có chiếc xe Lam á. Ủa này địa chỉ là số mấy em quên ta? Số hẻm 233 Hoàng Sa quẹo vô là tới. À hoặc là đường không anh em cứ google cái 233 Hoàng Sa là dễ đi nhất. Đúng rồi. Là ngay mọi người cứ google 233 Hoàng Sa là ngay cái số đó đằng trước đó là cái gì lồng đèn đỏ. Lồng đèn đỏ thì nó có cái hẻm bên tay trái ở bên tay phải á, quẹo xuống quẹo cái là tới liền. Khoảng 10 mét là tới liền. 10 mét. Ờ, có cái khu vực bên ngoài nữa nè. Khu vực bên ngoài. À. Ba đây. Đâu? Trên lầu nè. Thôi chơi dưới đi, chơi dưới đi, ba xuống liền. Hello. Hello. Chuẩn bị Noel ở trên cũng decor chút xíu. Để các bạn chụp hình dạ. Noel. Ở đây một cái đây các bạn nhìn vô là thấy anh chủ quán này rất là có chất ha. Thứ nhất là đề co cái màu sắc rất là đẹp. Thứ hai nữa là có rất là nhiều cái góc mà nhìn vô là chúng ta sẽ biết anh này anh mê chơi bét với lại anh mê chơi gọi là exotic đồ này nọ cái thứ đó. Cái này là lũa ha. Đó. Hôm bữa mình đi mê lá anh em có nhớ là có cái tiểu cảnh mà người ta làm về giống như những cái rừng mà chụp từ trên cao bằng flycam không? Đó, giống vậy rất là đẹp ha. Lá này cũng rất là đẹp nè, bi giống con rùa Hamilton. Rùa Hamilton đó. Thì trước mặt là hẻm là số 34 Trần Khánh Dư, 34 trên 8 Trần Khánh Dư là đây, địa chỉ của nó. Em chỉ đây để chỉ cho mọi người nè. Mọi người đi đường Hoàng Sa ha. Đi đường Hoàng Sa là đường bờ kè đó đúng không? Đó thì đằng trước đó đường Hoàng Sa đó, ngay đầu đó là 233 vừa quẹo vô đây cái là tới liền. Rất là dễ tìm luôn, chứ không có vô sâu ha anh em. Để xe hơi là có không gian để xe hơi luôn. Quá đẹp. Này bữa nào anh em mình tụ tập là hết bài rồi. Ừ, trên này ngồi buổi trưa buổi chiều gì cũng được hết. Dạ. Hay à cái gì đó. Tất niên làm cái đây chiêu thôi, gọn gọn thôi. Giờ thích gọn gọn à. Lùm xùm quá. Êm. Đẹp quá các bạn ơi. Dạ mình hoạt động 3 buổi luôn anh. Tới buổi sáng, từ sáng là bán cà phê, ăn sáng rồi buổi trưa, rồi tới buổi chiều thì có buổi chiều tối thì bắt đầu chuyển qua lao. Lên nhạc. Hello. Hello. Ở đây là có shisha ngon. Dạ. Yeah. Shisha ngon và bia tươi thủ công tại quán luôn á. Ồ bia thủ công tại quán luôn. Hôm nào hôm nào buổi tối tới đang sẽ đãi mọi người nha. Rồi ok, bữa nào mình sẽ trốn con dẫn vợ chứ quên tính nói trốn vợ con lẩu luôn. Trốn con dẫn vợ đi lên đây. Yeah. À. Ở đây có thêm một cái không gian ngoài trời đó nè các bạn. Đúng rồi, cái này là không gian ngoài trời nữa nè. Dành cho những bạn có cái giếng trời cái gì nè. Ờ trong quán để mấy cái gốc những cái cây kiển lá đẹp quá anh. Sang. Nhưng mà nó cũng nhẹ công chăm sóc nữa mà sang. Đây. À, nhìn nữa nè. Nhìn thấy như một cái khu rừng nhiệt đới. Có gì? Montera. Đó, đẹp luôn. Hồi nghe quận nhất mà kiếm mặt bằng này cũng rộng rãi đó anh. Mình cũng đang tính mua lại luôn á. Ồ, để coi hoạt động sao đó.
quá dữ luôn. Anh em mình xuống dưới bắt đầu quay mấy cái clip ngắn ngắn ha. Ok anh. Ok. Ok các bạn đi nói chung là Nam No Nê được cái ra thì cũng được rất là nhiều anh em ủng hộ đó, trong đó có anh Đăng mình ủng hộ, để mà nói chung là mỗi anh em thì sẽ có một cái công việc và sẽ gọi là hỗ trợ lẫn nhau đó, giúp nhau cùng phát triển, như vậy là quá đẹp luôn. Okay. Nãy giờ em vô em kết cái quầy rượu này quá, quầy rượu này đẹp quá. Hôm nào mà giận người yêu lên ngồi mình cũng được. Đâu có, lát nhờ bạn nào bartender làm một ly đồ này nọ múa lên đó, đồ đó. Chưa? Đây các bạn có bia tươi của quán luôn nha. Bia tươi của quán luôn. Mình vô đây mình ngồi tụ tập anh em bạn bè đồ ra uống. Rất là đẹp luôn. Giá cả cũng nhẹ nhàng so với mặt bằng quận nhất. Dạ. Đây, thử quay cái bảng giá cho các bạn coi. Cái này là cà phê sáng nè, 40-45 ngàn. Có menu buổi trưa. So với lại cái mặt bằng quận nhất và cái không gian quán như vậy, giá này mềm ha. Đi cà phê có 45k thôi. Yeah. Ok em. Còn cái này là cho dành cho buổi tối nha các bạn. Tối. Đó. Anh cảm ơn nha. Rất là đẹp. Ok, nhưng mà mình quảng cáo luôn chuyện, các bạn cứ tới trải nghiệm đi nha. Đọc bát Nam Ngô. Đọc bát Nam Ngô là có. Ở đây đang đẩy mạnh cái rượu vang và mấy cái cool kết. Mấy cái cheese phô mai, dĩa nguội, hướng thị vần khách văn phòng khách sang. Hình như chị Minh là cũng đi học nước ngoài về. Đúng rồi, học bên cho nên là phong cách nó về Tây đồ ha, nó khá là chuẩn. Ồ, có mini burger nè. Hết kem rồi hả? Nó làm hai ly xong nó kêu hết kem rồi bà. Để tí mà chú mời chú hả? Chú mời đi. Qua sẵn qua đây phỏng vấn rồi. Phỏng vấn bạn nhỏ trước ha. Phỏng vấn bạn nhỏ. Bánh ngon không? Bánh ngon không? Đi quay khúc ngoài. Đây. Trời, ăn hai cái ăn hết sạch luôn, không chịu ba miếng nào. Bánh này của quán phục vụ luôn ha anh. Rồi dán quán phục vụ luôn đó. Đó. Cái này là chúng ta có thể tới đây ăn sáng hoặc là trà chiều. Trà chiều bánh ngọt. Rồi ăn dữ vậy. Này là trà chiều ha, có phục vụ bánh ngọt luôn. Bánh ngon không? Biểu ơi. Đi ăn. review. Bánh ngon không? Nói cho ba nghe coi. Có. Dạ có đàng hoàng chứ. Bánh ngon luôn nè. Giỏi quá. Kem, còn kem thì sao? Quá kem ăn ngon hết rồi. Kem ăn hết rồi. Kem ăn hết sạch hai ly luôn rồi. Đây các bạn. Nói chung là đây nhà mình ngày xưa là ở trong chợ Cầu Muối, cho nên là hình tượng chiếc xe lam này nó xuất hiện rất là nhiều, hầu như là mỗi ngày luôn á. Lâu lắm rồi mới thấy được chiếc xe lam này á. Trời, nhớ đó nó bự lắm mà sao giờ mình vô đụng đầu ra. Giờ mình bự quá. Giờ mình bự hơn xe. Lên đâu? Lên xe ba chở đi. Rồi My đứng đây, Luna ngồi đây. Giờ ai chụp tấm hình coi, sống ảo coi. Để anh chụp cho. Ok, rồi có bác Đăng chụp nè. Núi Bi. Tết Bi đâu rồi? Ôi, lẹ lên. Nó công người ta chờ kìa. Chết ơi. Ok, quá dễ thương luôn các bạn ơi. Rồi, xuống. Ok các bạn. Đây là quán của người anh của mình, anh Đăng thì không, anh Đăng thì rất là nổi tiếng rồi, rất là dễ thương, rất là gọi là mối quan hệ rất là tốt và rất là dễ thương, cho nên là nhiều người yêu mến. Thì hôm nay dẫn mình giao hàng cho anh Đăng Nguyễn ở Lam Lao đó, thì giới thiệu với các bạn cái không gian quán như thế này ha. Mọi người cuối năm đến rồi sẽ có nhiều dịp tất niên liên hoan bạn bè gì đó, thì mọi người có thể đến đây mà trải nghiệm những cái giây phút ha. Nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó không quá sôi động, nó cũng nằm trong một con phố nó rất là sang. Đó, cho nên là mọi thứ nó sẽ rất là smooth ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha, có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Bye bye.